Chào các bạn, đây là video rất quan trọng dành cho những bạn nữ đang muốn tìm cho mình một dòng sữa tắm vừa làm sạch làn da của mình, vừa cung cấp những cái dưỡng chất giúp làn da của mình láng mịn, trắng sáng và không bị khô da. Trong video này, em Ngọc Anh sẽ chia sẻ với bạn một cái giải pháp giúp chị em mình đạt được cái mong muốn trên bằng một sản phẩm chính là chai sữa tắm collagen và gạo lứt nảy mầm của Naturebook. Và điều gì làm nên công dụng tuyệt vời của chai sữa tắm trắng da collagen gạo lứt này? Đó chính là đến từ thành phần sản phẩm cấu thành lên. Đoạn thành phần đầu tiên đó là có thành phần từ gạo lứt nảy mầm. Đây là thành phần được lấy ra từ cám gạo, có vô cùng nhiều dưỡng chất bảo vệ làn da khỏi tác động của tia tử ngoại cũng như tác động tiêu cực từ môi trường, đồng thời cũng giúp dưỡng ẩm cho làn da. Ngoài ra thì có thành phần của collagen thủy phân, cung cấp những protein tự nhiên nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Ngoài ra có thành phần của lô hội giúp dưỡng ẩm cho làn da. Thành phần rễ cây cam thảo chăm sóc được cho cả làn da nhạy cảm. Do đó chai sữa tắm collagen gạo lứt này dùng cho mọi loại da, kể cả những làn da nhạy cảm nhất. Cả gia đình của mình thì đang sử dụng chai sữa tắm trắng da collagen gạo lứt của Naturebook. Và liên quan đến chai sữa tắm thì em Ngọc Anh cũng kể cho bạn nghe một cái câu chuyện của khách hàng nhà Ngọc Anh. Đó là có một chị Hà ở khu vực Bắc Giang. Chị là khách hàng lẻ tiêu dùng của sản phẩm của em Ngọc Anh cũng khá là lâu rồi. Và chị có khi mà chị tìm hiểu sản phẩm ở trên mạng và cũng rất là có duyên là biết đến em Ngọc Anh. Và sau khi nghe chia sẻ các thông tin về sản phẩm thì chị đã quyết định lấy một chai sữa tắm dùng thử. Thì khi sử dụng xong chị feedback lại luôn cho em Ngọc Anh là quá ưng với chất lượng sản phẩm. Dùng không bị khô da, không bị nhờn dít như những loại mà chị đã dùng trước đây. Và da chị dùng cảm giác nó sáng lên, da dùng cảm giác sáng lên. Và khi mà em Ngọc Anh tặng chị một cái thẻ bảo hành làn da trị giá hơn 20 triệu đồng, cam kết là những cái thành phần sản phẩm là lành tính với tất cả mọi loại da. Và chị đã yên tâm dùng cho cả trẻ con của chị ấy. Và chị chia sẻ là con gái của chị đã 1 tuổi và chị cho sử dụng chai sữa tắm trắng da collagen gạo lứt rồi. Và hiện nay thì cả gia đình của chị, trong đó có cả ông xã, cũng sử dụng chai sữa tắm trắng da collagen gạo lứt. Và chị Hai cũng đang là khách hàng trung thành sử dụng cái sản phẩm chai sữa tắm trắng da collagen gạo lứt của Naturebook. Và qua video thì em Ngọc Anh cũng gửi lời cảm ơn đến chị rất là nhiều đã tin dùng sản phẩm của Naturebook. Và sau đây thì em Ngọc Anh sẽ hướng dẫn tất cả anh chị em về cách sử dụng chai sữa tắm trắng da collagen gạo lứt. Bước 1, cả nhà hãy làm ướt cơ thể của mình. Bước số 2, lấy một lượng sữa tắm vừa đủ ra bông tắm và tạo bọt lên. Bước số 3, chúng ta sẽ tắm với những cái bọt mà chúng ta đã tạo. Hãy massage cái bọt sữa tắm vừa tạo lên khắp body của mình. Sau đó, bước cuối cùng là sẽ rửa sạch lại với nước. Rất đơn giản phải không nào? Và các bạn hãy nhớ cách sử dụng sản phẩm nhé. Và nếu như bạn đang xem video này mà bạn muốn thử trải nghiệm sản phẩm thì hãy đừng ngần ngại, inbox ngay cho em Ngọc Anh qua số điện thoại Zalo là 0934 469 662. Và em Ngọc Anh có chính sách là free ship cho khách lẻ. Vì vậy đừng chần chừ nhé, hãy thử em đấy nhé. Ngọc Anh cam kết với bạn rằng là tắm là mê. Và cuối cùng thì rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên là hãy thả tim like và follow kênh để nhận những chia sẻ về làm đẹp từ Ngọc Anh nữa bạn nhé.